chào các bạn nhỏ thú vị trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại phương tiện giao thông khác nhau các bạn sẽ khám phá những chiếc ô tô nhanh xe buýt đông đúc xe đạp linh hoạt và cả máy bay cao tốc chúng ta sẽ tìm hiểu cách mỗi loại phương tiện di chuyển và đóng vai trò trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta các chiếc ô tô là phương tiện cá nhân phổ biến giúp chúng ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác xe buýt là một cách tiện lợi để vận chuyển nhiều người cùng một lúc. Xe đạp không chỉ là phương tiện thú vị mà còn giúp rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường. Các máy bay có khả năng bay nhanh, giúp chúng ta khám phá thế giới, các bạn ấn nút đăng ký và nút like dùm tôi nhé.